Chúa lên trời để ở với chúng ta không phụ thuộc không gian và thời gian. Trưa Chủ nhật 29 tháng 5, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên. Kính mời quý vị cùng nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi in Italia e in molti paesi si celebra l'ascensione del Signore, cioè il suo ritorno al Padre. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tại Ý và nhiều quốc gia cử hành lễ Chúa Thăng Thiên, tức là việc người về cùng Chúa Cha. Trong phụng vụ, tin mừng theo Thánh Luca thuật lại lần hiện ra cuối cùng của Đấng Phục Sinh với các môn đệ. Cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu đạt đến đỉnh điểm với biến cố thăng thiên mà chúng ta cũng tuyên xưng trong kinh Tin Kính. Người lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Biến cố này có ý nghĩa gì? Chúng ta hiểu nó thế nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy xem xét hai hành động mà Chúa Giêsu thực hiện trước khi lên trời. Trước hết, người loan báo món quà thánh thần và sau đó chúc lành cho các môn đệ. Trước hết, Chúa Giêsu nói với các bạn của người, Thầy sẽ gửi cho anh em điều cha Thầy đã hứa. Người đang nói về Chúa Thánh Thần, về Đấng an ủi, về Đấng sẽ đồng hành với họ, hướng dẫn họ, trợ giúp họ trong sứ mạng của họ, bảo vệ họ trong các cuộc chiến đấu thiêng liêng. Sau đó, chúng ta hiểu một điều quan trọng. Chúa Giêsu không bỏ rơi các môn đệ, người lên trời, nhưng người không để chúng ta một mình. Thật vậy, bằng cách lên cùng cha, người bảo đảm tuôn đổ thánh thần của người. Trong một dịp khác, người nói, Thầy đi thì tốt cho anh em, vì nếu Thầy không đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Ở điều này, chúng ta cũng thấy tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Sự hiện diện của người là một sự hiện diện không làm giới hạn sự tự do của chúng ta. Ngược lại, người dành chỗ cho chúng ta, bởi vì tình yêu đích thực luôn tạo ra sự gần gũi mà không lớn ác, nhưng làm cho họ trở thành nhân vật chính. Và vì thế, Chúa Kitô an ủi, Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em sẽ nhận được sức mạnh từ trên cao. Thầy sẽ sai thần khí của Thầy đến với anh em và với sức mạnh của Ngài, anh em sẽ tiếp tục công việc của Thầy trong thế gian. Vì vậy, thay vì chỉ hiện diện với một số ít bằng thân xác, giờ đây khi lên trời, Chúa Giêsu làm cho mình gần gũi với tất cả bằng thần khí của người. Chúa Thánh Thần làm cho Chúa Giêsu hiện diện trong chúng ta vượt qua mọi rào cản của thời gian và không gian để làm cho chúng ta trở thành chứng nhân của người trong thế giới. Ngay sau đó là hành động thứ hai, Đức Kitô giơ tay và chúc lành cho các môn đệ. Đây là một cử chỉ tư tế. Thiên Chúa từ thời Aharon đã giao cho các tư tế nhiệm vụ chúc lành cho dân. Tin mừng muốn nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu là vị tư tế vĩ đại của cuộc đời chúng ta. Chúa Giêsu lên cùng Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng ta, để trình bày nhân tính của chúng ta cho người. Vì vậy, trước mắt Chúa Cha, với nhân tính của Chúa Giêsu có và sẽ luôn luôn có cuộc sống của chúng ta, hy vọng của chúng ta, vết thương của chúng ta. Vì vậy, trong khi xuất hành lên trời, Chúa Kitô mở đường cho chúng ta, chuẩn bị một chỗ cho chúng ta và ngay từ bây giờ cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta luôn được Chúa Cha đồng hành và chúc lành. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta hãy nghĩ đến món quà thánh thần mà chúng ta đã nhận từ Chúa Giêsu để trở thành chứng nhân của tin mừng. Chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta có thực sự như vậy không? Và chúng ta có khả năng yêu thương người khác bằng cách để họ tự do và dành chỗ cho họ không? Và sau đó, chúng ta có biết trở nên những người cầu bầu cho người khác, tức là chúng ta có biết cầu nguyện cho họ và chúc lành cho cuộc sống của họ không? Hay chúng ta lợi dụng người khác vì lợi ích của mình? Chúng ta hãy học điều này, lời cầu nguyện chuyển cầu cho những hy vọng và đau khổ của thế giới, cho hòa bình. Và chúng ta hãy chúc lành bằng cái nhìn,
và bằng lời nói với những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Giờ đây chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ, Đấng có phúc giữa những người phụ nữ, Đấng được đầy Chúa Thánh Thần, luôn cầu nguyện và chuyển cầu cho chúng ta. Vi auguro una buona domenica. Vi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.